Chào mọi người, Ngọc Anh vừa mới được nhận một hộp Beauty Blush. Đây là sản phẩm làm trắng da và chắc hẳn tất cả mọi người đều đã biết rồi. Đây là sản phẩm mà Ngọc Anh đã sử dụng một tháng nay rồi. Và ngay sau khi hết một hộp xong là phải order để dùng ngay lập tức, không thể nào mà chờ đợi thêm nữa. Để Ngọc Anh đập hộp sản phẩm này cho mọi người coi ha. Thường thì là Ngọc Anh sẽ luôn mang một cái hộp nho nhỏ này ở trong túi sách ý, để mà bất kỳ lúc nào mà mình nhớ ra thì mình sử dụng. Đó, rồi. Thế nên rất là dễ thương mọi người ơi. Và để lý giải vì sao mà Ngọc Anh bây giờ lại thích sử dụng viên uống làm trắng da, bởi vì là trước đây thì Ngọc Anh rất là thích một cái làn da ngăm khỏe khoắn đúng với style sexy của Ngọc Anh, nhưng tuy nhiên bây giờ thì vì là công việc trở thành một doanh nhân rồi, cũng như là phải đi ra nắng rất là nhiều, đi xuống dự án này, đi xem những cái công việc của mình, quản lý công việc của mình, nên là cái việc mà tiếp xúc với ánh nắng nhiều quá thì nó không còn là một làn da rám nắng khỏe khoắn nữa, mà nó dần bị biến thành một cái làn da sạm màu và thiếu sức sống. Bởi vì như các bạn biết đấy, là cái ánh nắng mặt trời của mình rất chi là độc, cùng với không khí nó cũng không phải là một môi trường không khí quá sạch sẽ, nên là cái việc mà da mình tiếp xúc với ánh nắng tia cực tím cũng như UVA, UVB nó mạnh như thế, nó sẽ làm lão hóa da đi rất là nhiều. Nên là để mà duy trì cái làn da nhìn nó khỏe mạnh cũng như là nó sáng, thì Ngọc Anh đã được một người bạn của Ngọc Anh, đặc biệt là có cả chị Ngọc Trinh nữa, là một cái người đồng nghiệp mà Ngọc Anh quen biết. Chị làm CEO của GSB, và cũng chính chị đã sử dụng cái sản phẩm này rồi. Nên là Ngọc Anh, khi mà Ngọc Anh muốn cải thiện cái làn da của mình thì đây là sản phẩm duy nhất mà Ngọc Anh nghĩ tới. Và mọi người biết không, khi mà Ngọc Anh đã mới sử dụng có một tháng thôi thì Ngọc Anh đã thấy rằng là cái làn da của mình nó đã mướt hơn rất là nhiều, bởi vì là nó vừa cung cấp nước này, nó vừa có hàm lượng collagen này và rất là nhiều những cái thành phần tự nhiên nữa. Nó làm cho cái làn da của Ngọc Anh nó không còn bị sạm. Tuy nhiên là da Ngọc Anh bây giờ nó chưa trắng hẳn như là chị Ngọc Trinh được đâu. Bởi vì vốn dĩ trước đây là Ngọc Anh còn phơi nắng để cho nó ngăm da nữa, nhưng mà tuy nhiên mình đã thấy rằng là cái làn da của mình nó khỏe hơn rất là nhiều, nó không còn bị nhăn nheo hay là thiếu nước nữa, mà nó đã căng và nó mịn hơn và dần dần nó sáng ra rất là nhiều. Cũng như là nếu mà bạn nào mà đang đi nắng, vừa mới đi nắng nhiều về mà cảm thấy cái da của mình nó bị cháy nắng hay là bị sạm đi ấy, thì khi mà bạn sử dụng cái sản phẩm này này, cái quá trình thay da cũng như cái quá trình mà nó cải thiện cái làn da nó được nhanh hơn rất là nhiều so với nếu như bạn để bình thường và bạn không bổ sung. Ngoài trừ cái việc mà cải thiện da thì nó còn có cái tác dụng là phòng chống nữa. Khi mà mình uống thường xuyên, ví dụ như Ngọc Anh thì một ngày Ngọc Anh sẽ uống 2 viên vào trước khi đi ngủ và buổi sáng khi thức dậy. Thì Ngọc Anh khi mà ra ngoài nắng, Ngọc Anh sẽ không phải lo cho việc mà che chắn quá nhiều, cũng như là ví dụ mà mình đi biển thì mình cũng không sợ rằng là về da mình nó sẽ sạm đen, nó sẽ tối sầm lại. Cái đấy là một cái điều ám ảnh của chắc là không chỉ Ngọc Anh đâu mà tất cả các bạn gái đều có cái sự ám ảnh đấy. Thì mọi người hãy duy trì uống cái sản phẩm này thì mình sẽ vừa chống được cái việc mà da sạm đi, cũng vừa là cải thiện luôn. Thì một cái liệu trình để mà hấp thụ được cái sản phẩm một cách tốt nhất thì Ngọc Anh khuyên mọi người là nên uống trong vòng 3 tháng. Ngọc Anh mới uống có một tháng đầu tiên thôi. Lúc đầu thì thật sự với mọi người là Ngọc Anh cũng phân vân lắm. Bởi vì là từ trước đến nay thì mình cũng chưa bao giờ thử một cái sản phẩm nào để làm trắng da cả, chỉ có làm cho làn da nó nâu hơn thôi. Ngay ngày hôm qua hết là hôm nay đã phải order ngay một hộp mới tinh
để sử dụng liên tục, bởi vì là mình nhìn thấy cái hiệu quả một cách rõ rệt quá. Và Ngọc Anh nghĩ là phần lớn các bạn gái ở Việt Nam mình đều thích có một làn da trắng sáng, đúng không? Thì sản phẩm Beauty Plus này quá nổi tiếng rồi. Ngọc Anh khuyên là khi mà mình đã dùng sản phẩm này thì nên dùng ít nhất là một liệu trình 3 tháng, rồi sau đấy là mọi người có thể cách da từ 3 đến 6 tháng dùng lại một liệu trình nữa, hoặc là mình duy trì thường xuyên được suốt cả năm cả tháng thì là càng tốt. Và Ngọc Anh muốn nhấn mạnh thêm một cái lần nữa, đấy là tất cả những chị em phụ nữ mà đã bị nám và tàng nhang rồi, hoàn toàn mình có thể sử dụng sản phẩm này, bởi vì nó được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, nó rất là lành tính và nó cải thiện được cái sắc tố da của mình rất là nhiều. Và Ngọc Anh còn khuyến khích mọi người làm thêm giúp Ngọc Anh một cái động tác này nữa, đấy là mình hãy chụp hình trước và sau khi dùng sản phẩm. Tức nghĩa là Ngọc Anh đã chụp hình trước khi dùng sản phẩm này rồi, và sau một tháng thì nó đã cải thiện hơn rất là nhiều rồi. Và sau hộp này nữa thì Ngọc Anh sẽ chụp hình lại. Tức nghĩa là mình nên duy trì cái việc chụp hình, bởi vì hàng ngày mình nhìn cái làn da của mình ấy, mình sẽ không có nhận ra đâu. Nhưng mà vào một ngày đẹp trời thì bạn trai hay là chồng hay là bạn bè mình bảo: ôi sao da mày dạo này đẹp thế, hay mướt thế, hay là trông căng bóng thế, thì tự dưng mình bị giật mình cái điều đó. Nên là mọi người, để mà mình kiểm nghiệm được, cách tốt nhất là mọi người hãy nhớ chụp hình lại theo từng giai đoạn nha.